Xin chào quý thầy cô và các bạn đến với kênh Học liệu tiểu học. Kính thưa quý thầy cô cùng tất cả các bạn, Google đã cung cấp cho chúng ta rất là nhiều ứng dụng hữu ích nhằm hỗ trợ cho công việc của chúng ta hàng ngày. Và một trong những ứng dụng mà mình xin được chia sẻ cùng với mọi người hôm nay đó là Google Drive. Google Drive có thể xem là một bộ nhớ trực tuyến miễn phí từ Google. Drive đã sở hữu các cái tính năng nổi trội như là dung lượng lớn, dễ dàng chia sẻ và có tính bảo mật cao. Sử dụng tốt Google Drive thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong học tập cũng như công việc. Và trong khuôn khổ video hôm nay, mình xin được chia sẻ cùng quý thầy cô và tất cả các bạn hai nội dung. Một là chúng ta sử dụng Google Drive làm USB trực tuyến. Hai, chúng ta sử dụng Google Drive để tạo hộp thần kỳ. Và chiếc hộp này có gì thần kỳ thì sau đây xin mời quý thầy cô và mọi người chúng ta hãy chú ý theo dõi. Trước tiên xin chia sẻ cùng quý thầy cô nội dung đầu tiên là chúng ta sử dụng Google Drive để tạo một USB trực tuyến rất là hay để chúng ta lưu trữ tài liệu trên đó. Thì để làm được việc này, trước tiên quý thầy cô hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình. Sau khi đăng nhập xong thì chúng ta vào biểu tượng các ứng dụng của Google, biểu tượng 9 chấm tròn, chúng ta click vào đây. Sau đó chúng ta chọn Drive. Đây là giao diện của Google Drive. Thì trước tiên thầy cô chúng ta tạo cho mình một cái thư mục để chúng ta tải tài liệu lên. Thì để tạo thư mục thì thầy cô chúng ta click vào Drive của tôi, hoặc là chúng ta click vào mới. Chúng ta chọn thư mục. Rồi chúng ta đặt tên thư mục. Ví dụ mình đặt tên thư mục là năm học 2021 2022. Xong rồi chúng ta bấm tạo. Như vậy mình đã vừa tạo xong một cái thư mục. Thì các cái tài liệu liên quan tới năm học 2021 2022 thì thầy cô chúng ta tải, chúng ta lưu ở trên này. Khi chúng ta lưu ở trên này, khi máy tính mà chúng ta có bị trục trặc, các cái tài liệu nó vẫn còn ở trên này. Hoặc là thầy cô đi công tác xa, chúng ta có thể vào Google Drive của mình ở bất kỳ nơi nào có internet thì chúng ta mở lên và chúng ta có thể khai thác và sử dụng bình thường, rất là hữu ích. Thầy cô chúng ta cũng có thể tạo màu cho cái thư mục này bằng cách là chúng ta click phải vào thư mục, chúng ta chọn thay đổi màu. Thầy cô thay đổi màu để chúng ta dễ phân biệt. Ví dụ mình chọn đây là màu đỏ. Xong rồi muốn tải tài liệu lên cái thư mục năm học 2021-2022 thì chúng ta mở ra. Có hai cái cách tải. Cách thứ nhất là để tải lên thì thầy cô chúng ta click phải vào vùng trắng nè. Hoặc là chúng ta click vào mới nè. Chúng ta click tải tệp lên. Thì thầy cô tiếp theo thầy cô chọn cái tệp mà thầy cô muốn tải lên. Ở đây ví dụ mình chọn tệp này thì chúng ta click vào đây và chúng ta chọn Open. Hoặc là thầy cô click đúp cũng được. Rồi khi nó báo tích xanh như thế này có nghĩa là tài liệu của chúng ta đã tải lên xong. Cách thứ hai, cách này thầy cô sẽ chủ động hơn. Để tải lên thì thầy cô chúng ta mở cái ổ đĩa trên máy tính của mình. Thì thầy cô nhìn ở thanh taskbar ở dưới nè, có cái biểu tượng mà Explorer nè, chúng ta mở lên. Thầy cô lưu tài liệu ở ổ đĩa nào thì chúng ta mở ổ đĩa đó lên. Ví dụ ở đây mình muốn tải cái tài liệu này lên thư mục năm học 2021 2022 thì thầy cô click trái vào đây. Chúng ta giữ chuột trái và chúng ta kéo qua bên phải. Khi mà chúng ta thấy biểu tượng màu xanh copy như thế này thì chúng ta thả chuột ra. Như vậy là nó vừa tải lên cho mình một tệp nữa. Cách này nó rất là nhanh. Thế này con. Ngoài tải tệp thì chúng ta cũng có thể tải cái thư mục. Bằng cách là thầy cô ơi, chúng ta cũng click trái vào. Rồi chúng ta giữ chuột trái và chúng ta kéo qua. Chúng ta thấy khung xanh và có chữ cộng copy thì chúng ta buông thả chuột ra.
Đó, như vậy thì chúng ta vừa tải lên hai tệp và một thư mục. À, một lưu ý nữa cũng xin lưu ý thầy cô là khi mà chúng ta nếu mà chúng ta mở cái Explorer lên á, mà nó lớn như thế này, như vậy là chúng ta kéo thả nó khó, không? Thì thầy cô chúng ta thu nhỏ lại bằng cách là chúng ta click vào được Restore Down nè, chúng ta click vào đây để thu nhỏ lại như thế này, chúng ta kéo qua cho nó dễ. Rồi đó là cái tiện ích đầu tiên của Google Drive, đó là chúng ta sử dụng Google Drive làm USB trực tuyến để chúng ta lưu trữ tài liệu của mình trên đó. Cách thứ hai là xin được chia sẻ cùng quý thầy cô là chúng ta tạo cái thư mục thần kỳ như mình nói lúc đầu video, cụ thể như thế này. Ví dụ ở trường hoặc là ở cơ quan của mọi người, chúng ta cần thu thập một cái thông tin, một cái nội dung nào đó từ tất cả những người ở trong cơ quan. Ví dụ mình thu thập các cái báo cáo của các cái nhân viên ở trong cơ quan hoặc là các cái giáo viên ở trong nhà trường, thì thay vì thầy cô chúng ta yêu cầu mọi người sẽ gửi cho mình một cái file báo cáo qua email, nếu mà trường thầy cô đông khoảng 50 người thì chúng ta phải tải 50 lần cái báo cáo đó xuống, như vậy thì mất rất là nhiều thời gian. Để khắc phục việc đó thì chúng ta hãy tạo cho mình một cái hộp, gọi là cái hộp thần kỳ, mình gọi đây là cái hộp thần kỳ, để chúng ta chia sẻ cái hộp này cho mọi người. Rồi xong mọi người sẽ bỏ cái tài liệu vào đó, thì nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta tải về một lần một là xong. Trước tiên để tạo được cái hộp thần kỳ thì chúng ta click phải ha, hoặc là chúng ta click vào mới nè, hoặc là chúng ta click vào Google của tôi cũng được ha, có rất là nhiều cách. Còn đơn giản nhất là thầy cô click phải, chúng ta chọn thư mục mới, hoặc là như lúc đầu thì chúng ta chọn mới để chúng ta vào thư mục, thì chúng ta click phải chúng ta chọn thư mục mới. Ví dụ mình đặt tên là hộp thần kỳ luôn. Xong chúng ta click tạo. Đó, ví dụ mình đặt cái hộp thần kỳ này là màu màu xanh đi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái hộp thần kỳ này đến mọi người, để mọi người chúng ta gửi cái tài liệu lên đây là xong. Thì để chia sẻ được thì thầy cô chúng ta click phải nè. Rồi chúng ta chọn chia sẻ hoặc là nhận liên kết. Ở đây mình chọn chia sẻ đi. Rồi xong, chia sẻ với bất kỳ ai có đường liên kết này, để chúng ta click vào đây. Ở đây là người xem, thì thầy cô chúng ta click vào hình tam giác đen nhỏ nè, chúng ta chọn người chỉnh sửa. Xong rồi thì chúng ta muốn gửi cho ai á, thì chúng ta có thể nhập cái email người đó vào, hoặc là chúng ta copy cái đường link rồi chúng ta gửi. Ở đây mình sẽ gửi thử đến một cái mail cá nhân. Anh thầy cô. Rồi, mình có thể là ghi cái lời nhắn ở trong này. Ví dụ thầy cô tải hay là thầy cô nộp nộp báo cáo. Chậm nhất đến ngày mấy đó, 29 chẳng hạn. Rồi xong chúng ta bấm gửi. Đó, như vậy là xong. Còn cách nữa là thầy cô chúng ta copy đường link thì chúng ta click phải nè. Hay chúng ta chọn cũng chọn chia sẻ hoặc là chúng ta chọn nhận đường liên kết, nó cách nào cũng được. Đó, ở đây chúng ta click vào nè. Thay đổi hay người chỉnh sửa. Nếu mà chúng ta thấy người chỉnh sửa thì thôi. Còn nếu mà chúng ta thấy người xem hoặc là người nhận xét thì chúng ta click chọn người chỉnh sửa. Đó, sau đó chúng ta click chọn nè, sao chép đường liên kết. Bấm xong. Đó, rồi chúng ta dán cái đường link này lên nhóm Zalo chẳng hạn. Hồi nãy mình gửi qua email rồi, bây giờ mình copy mình gửi qua nhóm Zalo. Thì chúng ta vào cái Zalo, chúng ta gõ cái tên nhóm mà mình định gửi. Ví dụ mình gửi qua cái nhóm này. Không, chúng ta bấm gửi. Bây giờ mình sẽ vào email để mình tải cái tài liệu lên. Mình sẽ qua cái trình duyệt khác ha thầy cô, qua trình duyệt cốc cốc. Đây, cái gửi nè thầy cô. Thông qua nè, thư mục được chia sẻ với hộp thần kỳ nè. Thì mình click vào đây.
mình click vào mở. Chúng ta click vào là chúng ta tìm cái báo cáo để mình gửi nè. À, ví dụ báo cáo này đi, à, có chữ báo cáo nè, ta click trái nè, chúng ta giữ chuột trái chúng ta kéo qua bên phải. Rồi chúng ta thả ra. Rồi xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại Zalo, chúng ta click vào cái đường link này. Đó, chúng ta cũng tải cái tài liệu này lên. Báo cáo nộp chẳng hạn, à, thì mình click mình kéo qua. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại hộp thần kỳ nè. Cái này bây giờ mình mở cái hộp thần kỳ lên. Đó, thì chúng ta thấy nè thầy cô ha, chúng ta thấy hai cái báo cáo của hai giáo viên là ở của nhân viên ở trong cơ quan mình gửi lên nè. Đó, rất là nhanh ha. Thì tương tự các cái người còn lại cũng thực hiện vậy, họ mở cái hộp thần kỳ và bỏ cái và tải cái báo cáo lên đây. Rồi xong rồi thì cái người gửi là ở trường của mình á, thì chúng ta sẽ tải cái hộp thần kỳ này xuống. Đó, bằng cách là chúng ta click phải nè, chúng ta chọn tải xuống. Đó, như vậy là nó đã tải xuống nè này con. Đó, tải xong rồi. Vì đây là thư mục nên muốn tải xuống được thì nó phải giải nén mà nó tải xuống nè này con. Chúng ta click vào, chúng ta mở lên. Rồi chúng ta click phải nè, chúng ta chọn cắt here để chúng ta giải nén ra. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để xem các cái báo cáo của giáo viên. Đó, thì chúng ta mở lên. Đây có hai cái báo cáo đây. Đó, rất là nhanh, rất là tiện lợi đúng không thầy cô? Đó, thay vì nếu mà trường thầy cô có 70 người thì gửi qua mail thầy cô thì chúng ta phải tải xuống 70 lần. Đó, tuy nhiên cái này chúng ta chỉ tải xuống một lần một, rất là nhanh, gọn. Đó, và nó nằm trong một cái thư mục của thầy cô luôn nên nó rất là tiện lợi. Thì trên đây mình vừa chia sẻ cùng với thầy cô hai tiện ích rất là hay của Google Drive, đó là chúng ta tạo cái USB trực tuyến và tạo cái chiếc hộp thần kỳ. Nếu thầy cô thấy video này hữu ích thì chúng ta hãy bấm vào subscribe hoặc là đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để thầy cô chúng ta nhận được những cái video mới nhất. Xin chào quý thầy cô và hẹn gặp lại quý thầy cô trong các video sau.